Liên quan đến y tế, ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa kịp thời cứu sống một trường hợp bị ngộ độc gamma hydroxybutyrate, dân chơi thường được gọi là ma túy nước biển. Loại ma túy này có dạng lỏng không màu không mùi, có vị hơi mặn, còn được gọi với tên lóng là vitamin G. Người nhà bệnh nhân cũng cho biết thêm, trong số hai người bạn cùng uống chung với bệnh nhân thì có một người sau khi chạy xe máy về nhà trên đường đã bị tử vong chưa rõ nguyên nhân. Người còn lại cũng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi bệnh nhân 38 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, vật vã, đã được các bác sĩ chẩn đoán loạn thần, có tăng men tim và tăng men cơ và biểu hiện của hủy cơ rất cao. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị tổn thương nặng nề trên cơ tim và cơ vân. Người nhà cho biết người bệnh đã sử dụng bia, rượu và chất kích thích có tên ma túy nước biển ngoài tình trạng bị kích thích vật vã bệnh nhân còn bị suy thận nặng ekip điều trị phải tiến hành lọc máu và các biện pháp cấp cứu tích cực hiện bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định sức khỏe và chờ điều trị phục hồi